Xin chào tất cả anh em. Hôm qua ngày 25 tháng 3 thì có một cái sự việc rất là căng thẳng ha, là vụ là VN Direct bị tấn công và hacker quốc tế gì đó là xâm nhập. Thì kết quả là các chứng sĩ của công ty VN Direct không thể giao dịch được. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại giá cổ phiếu thì mình thấy rằng là cái cổ phiếu này nó không có giảm nhiều, nhưng mà cái lượng thanh khoản nó rất là đột biến ha. Thì mình nghĩ rằng là cái vụ này nó cũng bình thường thôi. Trong cái quá trình mà các bạn đầu tư, những cái biến cố giống như là thiên nga đen nó xảy ra thì tất nhiên là không thể mà tránh khỏi. Nhưng mà nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ cái mã cổ phiếu của mình thì các bạn sẽ không bị lợi dụng những cái trường hợp mà gọi là nó đánh vô tâm lý. Và hôm qua khi mà mình lướt Fian hoặc là mình lướt Facebook thì mình thấy rất là nhiều cái tin tức và nó cũng làm cho mình một phần nào đó hoang mang. Và hôm nay mình quyết định là mình lên làm video để chấn an anh em. Anh em hãy lùi về cách đây khoảng hơn 1.5 năm thì nó cũng có vụ là người dân xếp hàng đi rút tiền ở ngân hàng SCB. Thì anh em thấy đó, khi mà cái sự việc này nó lúc đó nó lên thì nó cũng rất là nóng, và nếu mà ai gửi tiền SCB thì cũng nôn nóng và muốn đi rút tiền. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì sau cái vụ này thì những người mà gửi tiền ở trong SCB thì không ai mất một đồng bạc nào hết ha. Nên là mình nghĩ rằng là những cái tin tức mà nó đã lên báo rất là ầm ĩ thì mình nghĩ rằng anh em không nên là lên đó để mà coi, vì khi mà anh em coi thì anh em sẽ rất là dễ bị thao túng tâm lý và từ đó sẽ bị là lợi dụng ha. Người ta sẽ tận dụng những cái nhịp mà anh em hoảng loạn sợ hãi để mà người ta cướp hàng của anh em. Trong một cái thời uptrend như thế này thì rất là dễ bị cướp hàng, nên là mình nghĩ rằng là anh em phải hết sức là bình tĩnh ha. Rồi còn về cái vụ mà cái mã cổ phiếu mà anh em chọn á, nếu mà có một cái thông tin tiêu cực nào rất là xấu luôn á mà nó tung ra để mà nó cho anh em bán đổ bán tháo cổ phiếu để mà anh em bị rớt hàng thì anh em mình nghĩ rằng nếu mà đầu tư theo tin tức như vậy thì anh em rất là không hiệu quả. Và nếu mà không hiệu quả thì anh em rất là dễ bị dụ. Thay vào đó mình nghĩ rằng anh em nên đào sâu, nên nghiên cứu thật là kỹ lưỡng cái phương pháp của mình cũng như là cái mã cổ phiếu của mình để mà anh em có thể ra được cái những cái quyết định đầu tư, chứ không chỉ là dựa vào những cái tin tức mà gọi là nó ngắn hạn như thế. Đối với cái việc mà cổ phiếu nó không còn giao dịch nữa thì mình nghĩ rằng khi mà anh em vào một cái cuộc chơi mà cái tỷ lệ anh em thắng là trên 99% thì mình nghĩ rằng cái cuộc chơi này rất là xứng đáng để chơi. Tại sao mình nói là cuộc chơi này các anh em là chiến thắng trên 99%? Anh em nhìn nè, những cái mã cổ phiếu như là FLC hay là cổ phiếu ROT đi, khi mà xui lắm luôn á thì anh em mới đầu tư vô những cái cổ phiếu đó, trong khi là trên sàn chứng khoán của mình có cả ngàn mã cổ phiếu và chỉ một vài ba, mình cho là chỉ có 5 mã cổ phiếu xui lắm luôn á là nó mới bị hủy niêm yết. Thì 5 chia 1.000 thì nó phải là hơn 99%, có nghĩa là anh em đặt tình thế mình vô một cái cuộc chơi và anh em có tỷ lệ thắng là trên 99% thì mình ngại gì mà không chơi ha anh em ha. Do là cái thời lượng của TikTok nó ngắn nên là mình không có cung cấp nhiều thông tin cho anh em. Đây là cái kênh YouTube của mình và hy vọng là nó sẽ cung cấp cho anh em những cái video mà nó chất lượng hơn và nhiều ý nghĩa hơn, nhiều giá trị hơn đối với anh em. Còn nếu mà anh em chưa có một cái triết lý, phương pháp đầu tư cho riêng mình thì hãy cùng nhau là vào room Zalo này. Anh em mình sẽ cùng nhau đàm đạo về cổ phiếu. Và nếu mà thấy video của mình có ổn, có được, mong rằng anh em hãy thả cho mình một cái trái tim và nhớ là follow kênh của mình để nhận những video mới sớm nhất. Cảm ơn anh em.